Thưa quý vị, sản xuất xanh, đảm bảo bền vững về sản phẩm và môi trường là đòi hỏi cấp thiết. Mới đây nhất, châu Âu đã chính thức áp dụng tiêu chuẩn xanh đối với một số sản phẩm nhập khẩu. Việc chuyển đổi sang sản xuất xanh là không thể chậm trễ, nhưng nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn loay hoay do thiếu vốn. Châu Âu là thị trường xuất khẩu lớn của dệt may Việt Nam, đây cũng là khu vực đi đầu trong chuyển đổi xanh. Với thỏa thuận xanh châu Âu, bắt buộc sản phẩm may mặc phải được sản xuất từ vật liệu và quy trình thân thiện với môi trường, áp dụng các tiêu chuẩn bền vững. Đứng trước thách thức này, doanh nghiệp buộc phải chuyển đổi. Đây là một cái xu thế mà bắt buộc các doanh nghiệp chúng ta phải làm. Thì trước nay doanh nghiệp rất trăn trở là nếu rất muốn là chuyển đổi công nghệ, muốn chuyển đổi công nghệ thì phải có nguồn vốn. Thế thì nguồn vốn lấy gì đâu ra? Đây cũng là trăn trở của rất nhiều doanh nghiệp, bởi đầu tư cho sản xuất xanh là một quá trình lâu dài, tốn kém, đòi hỏi tài chính phải lớn và vững mạnh. Trong khi đó, các doanh nghiệp rất khó tiếp cận nguồn tín dụng cho sản xuất xanh. Chúng tôi là doanh nghiệp tư nhân, nên là những cái tiếp cận mà về cái tín dụng xanh như hiện nay là đang có, thì là chúng tôi chưa có cái cơ hội để tiếp cận. Tuy nhiên thì thông tin của từ chính quyền thành phố thì chúng tôi đang tìm hiểu và hy vọng trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp cận được cái nguồn tín dụng xanh. Việt Nam có khoảng 43 tổ chức tín dụng tham gia hoạt động cấp tín dụng xanh, nhưng tăng trưởng dư nợ chậm, bởi chính các ngân hàng cũng còn lúng túng vì thiếu hành lang pháp lý. Dù vậy, ngành ngân hàng vẫn đặt kỳ vọng rất lớn vào sự phát triển của lĩnh vực này bằng nhiều giải pháp. Chúng tôi sẽ kết bạn, mở rộng vòng tay nhiều hơn, tìm những cái doanh nghiệp, những ngành nghề không phải chỉ là năng lượng mặt trời nữa. Và tất nhiên thứ hai đó là thực tế, chúng tôi nói chuyện với những cái đối tác kỹ thuật nước ngoài, họ có khả năng chuyển những cái ngành nghề, những cái quy trình sản xuất hiện tại trở thành xanh. Và như vậy cái thứ ba là tiếp tục làm việc với định chế tài chính phát triển nước ngoài để thêm những cái nguồn vốn để tài trợ cho những doanh nghiệp xanh của mình. Để hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang xây dựng đề án cho vay kích cầu đầu tư theo nghị quyết 98, bổ sung thêm các lĩnh vực như đổi mới sáng tạo hay công nghệ cao, tăng trưởng xanh. Với mức hỗ trợ tăng lên gấp đôi, cùng với việc hoàn thiện khung chính sách, hành lang pháp lý, tín dụng xanh sắp tới được kỳ vọng sẽ dồi dào, thúc đẩy doanh nghiệp tích cực chuyển đổi.